Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường, nguy hiểm và có nguy cơ bùng phát trở lại. Vì vậy, đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao nhận thức và tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và chung tay cùng thành phố nhanh chóng kiểm soát và khống chế dịch bệnh. Tỷ lệ người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 tại thành phố đạt tỷ lệ cao, đồng thời đang đẩy mạnh tiêm mũi 2 để bao phủ vaccine trên toàn địa bàn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp dương tính khi đã tiêm một mũi, thậm chí là hai mũi. Trong khi nhiều hoạt động đã được mở lại, việc người dân ra ngoài đến những nơi công cộng, tiếp xúc nhiều thì càng có nguy cơ. Bởi vì làn sóng COVID-19 mới rất phức tạp với đa ổ dịch đang cuồng lây và đa biến chứng. Nên 5K cộng vaccine chính là thông điệp được chính phủ đặc biệt nhấn mạnh là những lá chắn thép để đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh. Mặc dù là tôi đã tiêm vaccine, tuy nhiên là tôi vẫn nghĩ rằng là việc đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch là cần thiết và không dám chủ quan khi đến những nơi đông người. Ví dụ như là luôn luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với nhiều người, hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Trong cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố vừa qua, lãnh đạo thành phố cho biết thành phố còn nhiều ca trong cộng đồng chưa xác định nguồn lây, phân bổ trên địa bàn các quận, khẳng định nguy cơ tái bùng phát dịch trên địa bàn là rất cao. Điều này đặt ra cho cả hệ thống chính trị của chúng ta và người dân là chúng ta bình tĩnh để xử lý, nhưng tuyệt đối, tôi nhắc lại là tuyệt đối không được chủ quan. Bởi vì như tôi nói ban đầu ấy, là chúng ta không nằm được ngoài cái quy luật chung. Bây giờ châu Âu cũng đang bùng phát trở lại. Các địa phương khi trở về một cái trạng thái bình thường mới thì cũng bùng phát trở lại. Cái sự di chuyển của người dân từ các cái khu vực có nguy cơ ở các cái địa phương khác về thành phố và từ thành phố đi ra rồi quay trở lại thì đấy là những cái nguồn mà trở thành cái điểm để có thể là làm cho dịch bệnh bùng phát. Hiện tại số lượng F1, F2 rất nhiều, ngành y tế và các địa phương đang khẩn trương tiếp tục điều tra truy vết và xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các ca F0. Vì vậy, người dân khi có các triệu chứng bệnh thì tự giác đến các cơ sở y tế khai báo và xét nghiệm kịp thời để hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.